Ủa sao anh không ôm em chưa hả? Ôm ở dưới được, ôm ở trên em ghét ai ôm ở trên lắm. Thật sự mà đậu xe này nó hơi bị xa anh Thắng. Em thấy người mình bị nhỏ, nếu xa vậy cũng được, nhưng có cái á thì nó luôn nhìn lại, thấy chụp lại, tức là nó quay được cái xích đu hết, nhưng mà cái mặt của mình á thì chắc chắn là nó sẽ không có rõ nét đâu. Rung nó ra rung lên nó lại. Cái mặt nó vẫn bể, rung rồi cái mặt nó bể, nếu mà chiếu gần cái mặt mình nó rõ, anh hiểu không? Lâu vậy quay hả? Dạ đang quay phim đó anh. Thì quay đi, cái chỗ nào được á thì nhấn vô câu vậy đó. Thôi về. Công nhận hai vợ chồng này nó tiếu hết đời thiệt trời. Nào đi ăn chơi xong chụp ảnh đăng quay phim. Má mà muốn vô tu. Ủa tu gì vậy? Tu là tu sao anh? Em chưa hiểu cái tu của anh. Nữa, anh bây giờ em hỏi anh dạy em cái tu đi, em chưa biết tu sao luôn á anh. Đừng có giờ cãi nhau hay lớn tiếng với nhau rồi. Vậy gọi là tu đó ha. Anh ngồi đi trời, anh làm gì vậy? Làm rất giờ giờ trời, anh nghĩ sao hả? Tự nhiên em đang sống, đang yên, đang lạnh, cái tự nhiên kia em tu à, không biết tu kiểu gì luôn á. Giống như cái thằng bầu bé của ông Liễu anh Thắng, cái thằng mắc dạy, tự nhiên nó xúi em tu à anh Thắng. Nó xúi em tu để nó dụ em đưa tiền cho nó, giống như tự nhiên cái em đang sống, đang yên, đang lạnh, đang ở nhà ca hát bình thường, tự nhiên nó kêu em á, hãy tu đi. Tào lao không, tự bắt em tu à. Cứ vô duyên lẫn sạc rồi. Cái này kêu gia đình này tu. Chừng nào anh Thắng em đi quậy quạng tùm lum tùm la rồi á thì nó khuyên em tu. Đằng này em đang ở trong nhà, em nấu cơm cho chồng em ăn, em ca hát, cái nó xuống em tu à. Đừng có kêu thắc mắc, đừng có kể đó, cái chuyện kể như không mà anh thấy vô duyên không, tự nhiên xuống em tu à. Đừng có bình tâm không anh. Cũng may là lúc đó em chưa có hiểu là cái cách mà nó dụ người ta tu như thế nào. Nếu mà em mà biết trước anh Thắng thấy là em cho bộ em dụ nó liền, nó ủa tu là tu làm sao, mang 100 triệu lên trên núi cho nó hả gì, là em sẽ hỏi nó liền, là tại lúc đó em chưa có biết. Em mà biết á, em với bộ em hỏi nó ủa tu là tu làm sao, chỉ em cách tu, bây giờ em muốn tu lắm mà em không có biết cách tu. Rồi nó sẽ xuống em á. Dáng nói chuyện lâu nha, nó là em. Ủa, đời nào mà em bị lây bùa anh ơi, dễ gì. Rồi em nói hoài, nó cho cái thiên linh cái đi bùa con nít á. Thiên linh cái. Em ở nhà nó dám mấy cái đó, nó không vô được. Không, em biết trong lòng tụi nó là có ý đồ đó anh Thắng. Em biết là tụi nó có ý đồ luôn, nhưng mà tại nó xâm nhập không có được. Ngang nhà đó, nó biết nhà nó cho điều khiển mấy cái thiên linh cái vô con nít. Mà vô thật được, sự là với anh là không được rồi. Với anh là không nổi rồi. Chơi không lời anh thôi. Chơi không lời anh đâu. Thôi để em qua em chụp vài tấm hình nha anh nha. Em thấy nó sao sao đâu anh, hình như cái chân nó không chắc hay sao á. Gió mát quá anh ơi. Anh quay vợ nè, anh vợ đang được gió tóc bay nè anh. Thả tim anh bấm điểm lại hoài, ý nghĩa là gì? Cái này đang quay nè. Yeah. Thì quay đi, quay tiếp đi anh, để tóc em đang bay cho đẹp đẽ coi. Thả tim. Cái xích đu này á chỉ là ngồi chơi thôi, chứ không phải là được đưa đâu. Bởi vì cái chân của nó không có chắc gì hết trơn á. Đưa mạnh cái hả, cái là lúc lắc liền à. Lát trời gió mát thắt em bay bay nè, mới là đẹp nè. Trời nắng quá, bởi nên chúng ta hãy đeo mắt kính. Để chi? Để cho cái mắt chúng ta đừng có bị nheo lại. Có gió lên rồi đó anh. Ở bên kia người ta đang làm cái cỏ cho nó bằng. Kêu bận gì anh Thắng? Cưa cỏ hả anh? Hay kêu bận gì? Cỏ. Người ta đang cắt cỏ, bởi vì cái tiếng nó hơi bị ồn ào một tí xíu. Đuôi mũ tôi đuôi còng. Ôm gặp tôi ở dưới bông. Nở ta đuôi lơ trúng bông. Lơ trúng bông tê bông sống lành. Cân bích cân siêu phở. Cô con cho xe rớt năm.
Nơi lấy tay tại nhiên em quên mất tiêu rồi. Con to té rất năm. Thôi mình đi về ha anh hả? Bye bye nha.